chào các bạn, mình tên là Hoàng, năm nay mình 27 tuổi và hiện tại mình đang là kỹ thuật viên vận hành tòa nhà. Mình đến với trung tâm Alex Vương rất là tình cờ. Trong một lần mình đi, bạn mình muốn tìm đăng ký trung tâm học tiếng Anh và mình đã lên mạng, mình đã search rất là nhiều trung tâm và cái sau quá trình của mình là 2 năm học tiếng Anh thì mình cũng đã rút ra kinh nghiệm là phải nên bắt đầu học từ đâu. Và sau đó mình đã chọn cho bạn của mình là một khóa, một voucher về khóa học phát âm đầu tiên. Thì sau khi bạn của mình đăng ký khóa phát âm và đã cho mình cảm nhận ở đây là việc học phát âm này được cô dạy rất là hay và mình cũng muốn được trải nghiệm thử. Và sau đó mình sẽ đăng ký và đến và được chị tư vấn ở đây, tư vấn rất tận tình về cái lịch trình học và mình cảm thấy nó rất là khoa học và rõ ràng. Thì mình đã quyết định là cùng bạn của mình đăng ký chọn gói khóa ANZ. Thì sau qua một khóa học và làm phát âm bài một điện giọng và đánh vần thì mình và bạn của mình thực sự là cảm thấy là nó qua khóa và mình cảm thấy học được rất là nhiều điều từ những cái lần mà mình trước đây mình tự học, mình thấy mình đã thiếu sót và đến bây giờ mình đã được bổ sung thêm về kiến thức phát âm khá nhiều. Mình cảm thấy là mình tự tin giao tiếp hơn, mình nói bây giờ mình nói mặc dù có thể chưa nói trôi chảy nhưng mà tới thời điểm này mình đã thấy là mình tự tin về phần phát âm, mình nói có thể nói to hơn. Và tới với trung tâm Alex Vương thì mình ngoài việc mình tham gia những khóa học ở trên lớp của cô thì mình còn có thể là đăng ký học đi học lại một cách thoải mái, không phải lo là về tiền học phí, tại vì mình đã đăng ký chọn gói nên mình được điều kiện là học thoải mái, học những khi nào mình cảm thấy mình hiểu thì thôi. Đấy, cái đó mình rất thích và mình đã đăng ký để học 2 lần phát âm. Tới nay sắp tới mình sẽ đăng ký để học lại thêm một lớp mất gốc nữa. Và tất cả cái này hoàn toàn là không mất thêm chi phí gì cả. Ngoài việc là tham gia cái lớp học về kiến thức cô dạy trên lớp thì mình còn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh mà chủ nhật hàng tuần. Đến với câu lạc bộ mình cảm thấy là rất là vui. Ở đây câu lạc bộ thì có là những bạn là những thành viên trong lớp học cứ mỗi sáng chủ nhật đến và mọi người cùng nhau học hát, học nhảy và ôn luyện lại những cái kiến thức mà cô đã dạy. Và ở tới câu lạc bộ thì mình còn được trải nghiệm được làm leader dẫn, không phải ở câu lạc bộ là có một người dẫn chính mà đây được các bạn được xoay quanh xung quanh với nhau, mỗi người sẽ dẫn một tuần. Và hôm nay thì mình cũng là được dẫn, gọi là lần đầu tiên được dẫn, mặc dù cũng có hơi hồi hộp một chút nhưng mà mình cảm thấy là tính hôm nay mình cảm thấy mình đã vỡ ra nhiều điều và mình đã mạnh dạn nói hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy trung tâm Alex Vương là một trung tâm rất tốt để mình trau dồi ngoại ngữ và mình tin rằng chỉ sau khoảng 4 đến 5 tháng nữa thôi là hết khóa học ANZ mình sẽ tự tin nói tiếng Anh cho trẻ. Chào các bạn.